Chi. Đây là Chi ạ. Chị là Vy, đến từ Maybelline New York. Sắp tới năm học mới rồi, Chi có muốn thay đổi một cái phong cách như thế nào để em có thể tự tin hơn, mình gặp những bạn bè mới, một cái môi trường học mới không? Chắc cũng có kể trang điểm nhưng mà nhẹ nhàng hoặc là tươi tắn một tí. Nhẹ nhàng, tươi tắn, với mái tóc màu hồng như thế này. Vâng. Đầu tiên thì chị sẽ thay đổi cái nền da em trước ha. Cái da của em thì nãy giờ chị quan sát là nó hơi đỏ một chút xíu, khá là nhạy cảm. Do đó là chị sẽ chọn cho em một cái loại kem nền vừa dưỡng ẩm cho da mà vừa bảo vệ da. Mắt của chị nó hơi khó một chút xíu do là thức khuya học bài đúng không, nên mắt thâm đen. Rồi thêm có một khuyết điểm là cái đuôi mắt của Chi nó hơi bị sệ xuống thì nhìn nó rất là buồn. Để cho cái nét mặt em nó tươi hơn, nó vui hơn và nhìn mắt em nó có cái độ cao hơn thì chị sẽ dùng bút kẻ mắt hai bà sát. Đầu tiên á, là chị sẽ đi một cái đường từ đầu mắt đến giữa mắt. Thì người mới bắt đầu thì mình chỉ cần kẻ sát mi mắt như thế này thôi để tạo cái đường giả nâng đuôi mắt lên. Mí mắt của Chi đó là mắt lót, cho nên nếu trong trường hợp mà em kẻ mà mỏng quá đó thì khi em mở mắt ra em sẽ không có thấy gì hết. Để cho mắt của em hoàn tất, chúng ta sẽ chải mascara Magnum làm cho mi của em dày hơn gấp 10 lần. Mí dưới của em rất là dài, rất đẹp ha. Nhưng mà mí trên rất là... Mí trên cũng đẹp. Chúng ta sẽ chải xích sắt từ trong ra ngoài. Chào Nhiên. Chào chị. Chị là Vy đến từ Maybelline New York. Em mới ra trường đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em có việc làm chưa? Dạ chưa, bây giờ em đang đi tìm kiếm. Em muốn mình thay đổi như thế nào để em có một cái phong cách tự tin hơn? Dạ, em muốn mình thay đổi một chút. Mắt em hơi nhỏ nên em muốn là chị giúp em làm sao cho mắt em nhìn to hơn, tròn hơn. Để mọi người nhìn em trông thật là lạ hơn. Nhìn lạ thôi phải không? Trang điểm thôi là lạ rồi. Em có muốn sành điệu hơn, cá tính hơn không? Dạ, tất nhiên rồi chị. Rồi bây giờ thì chị sẽ biến đổi Nhiên để từ một cái cô học trò trở thành một cô gái sành điệu. Nhiên là có một cái đôi mắt làm cái đuôi mắt của em lại bị sụp xuống nữa. Do đó là chị sẽ trang điểm cho em á, làm sao để mà dựa vô cái sẵn có của em là cái đôi mắt nó hơi lồi, nhưng mà mình sẽ kẻ làm sao cho mắt mình nó trông tròn, nó to, nhìn nó có vẻ ngây thơ. Để ăn gian cái phần đuôi mắt sệ trước thì chị sẽ kẻ cho nó xếp lên ở cái phần đuôi. Thì muốn cho cái đôi mắt to tròn á, chúng ta sẽ kẻ dày ở ngay phần giữa mắt. Em thấy cái độ cao nó lên cỡ nào thì em chấm một chấm cho chị. Dạ. Sau đó em sẽ đi thẳng từ cái chấm đó, em đi thẳng xuống cái đuôi mắt của mình. Thì mình cứ từ từ, mình mới đầu mình đừng có vẽ dày quá, mình vẽ mỏng, sau đó mình tăng cái độ dày lên từ 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 cho cái đường nó sắc nét hơn. Dạ. Rồi đây, em tự vẽ ha. Chúng ta đến với hình ảnh mới của Hạ Nhiên và Linh Chi thì Thùy Minh có một thông báo vô cùng đặc biệt. Đó là nếu như trước kia và kể cả tập này các bạn thấy Thùy Minh dạo quanh phố phường đến những địa điểm công cộng để chọn những khán giả bất kỳ tham gia ngày mới, thì trong những số tiếp theo bạn hoàn toàn có thể đề cử hàng xóm, người thân, người yêu của mình
để có thể tham gia chương trình Một Ngày Mới bằng cách là gửi email về địa chỉ motngaymoi@yan.vn. Chúng tôi sẽ chọn những profile thật là ngẫu hứng và thú vị để thay đổi và tặng họ một ngày mới. Các bạn khán giả của Một Ngày Mới thân mến, xin giới thiệu rapper Hạ Nhiên đến từ ban nhạc 22. Và ngay sau đây xin mời cô rap một bài về trường của cô và những bạn. Ôi trời, mệt quá. Một hình ảnh mới phải nói là rất là ngầu, chắc phải bỏ cái kiếng ra cho Thùy Minh xem gương mặt mới nữa nào. Trời ơi, được trang điểm rất là kỹ lưỡng rồi. Tự thấy thế nào về hình ảnh mới của mình? Em tự thấy em thay đổi hoàn toàn, không còn nhận ra chính mình nữa. Thực ra thì trong cái chủ đề là Back to School thì Nhiên đã học xong rồi. Nhưng mà Nhiên thử hình dung nếu mà bạn bè của mình, ví dụ như là chúng ta vừa trải qua một kỳ nghỉ hè chẳng hạn, và chúng ta quay trở lại với phong cách như thế này, thì bạn bè sẽ phản ứng như thế nào? Em nghĩ mọi người sẽ há hốc kinh ngạc và không nhận ra em nữa. Và gương mặt thì được trang điểm, và thì mình thấy là cũng tự học và vẽ tất cả đúng không? Đúng rồi, em đã được học qua một lớp, em được học một lớp vẽ mắt. Trước đó đã vẽ bao giờ chưa? Mới vẽ có 1-2 lần. Thì hôm nay như thì mình đã nói ngay từ đầu, đó là thay đổi từ A đến Z, từ chân đến đầu. Một hình ảnh hoàn toàn mới. Tổng kết lại cho điểm cho cái hình ảnh cuối cùng này của mình. Dạ, 9/10. 9/10. Vừa rồi là mới trải qua một lớp học vẽ mắt thôi đúng không? Dạ. Còn đây là đồ nghề để học được tất cả các thứ còn lại. Tốt tác toàn bộ khuôn mặt đúng không chị? Để có một gương mặt mà lúc nào cũng gây ấn tượng và làm ngạc nhiên bạn bè cùng lớp này hay là mẹ của mình. Cảm ơn Hạ Nhiên rất là nhiều vì đã tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Và đây là hình ảnh mới của Linh Chi, một cô tân sinh viên đang chuẩn bị quay trở lại trường học. Thực ra thì ngay từ trước chương trình thì Linh Chi đã nói là không thể tin, không thể ngờ là đây là mình. Em không thể ngờ hình ảnh em giờ nó lại quá thay đổi một cách như này ạ. Nhưng mà theo chiều hướng em nghĩ là quá cá tính. Dùng từ quá đây à? Không. Cá tính hơn so với cả tính cách của em. Tuy nhiên là em rất là thích những cái sự thay đổi như này ạ. Ngoài mái tóc thì gương mặt cũng được trang điểm rất là nhẹ nhàng, dễ thương thôi. Bạn có thích gương mặt này của mình không? Em rất là thích cái cách trang điểm này, nó rất là nhẹ nhàng và phù hợp. Có thể là em đi học cũng được. Đúng rồi, quay trở lại trường học rất hợp đúng không? Vâng ạ. Cái phong cách này thì cho mình bao nhiêu điểm? Chắc là 10 đi ạ. 10. Thì mình thích nhất là những con điểm 10 tròn trịa ở cuối chương trình. Thay mặt cho Maybelline và chương trình Một Ngày Mới thì cảm ơn bạn rất là nhiều. Và đây sẽ là những vũ khí tiếp theo cho bạn quay trở lại trường học lúc nào cũng ấn tượng, đẹp đẽ như thế này. Vâng, em cảm ơn chị và cảm ơn chương trình ạ. Ở cuối chương trình chúng ta sẽ nói I love Maybelline New York.